nhân dạng của bạn trong đường quiz. Lời tác giả, tôi là Lê Văn Lộc khi viết sách này, trong lòng tôi đã khao khát mãnh liệt và mong muốn rằng mình sẽ được nổi tiếng, mong được người khác khen mình, gọi mình là người được Chúa đại dụng. Tôi là người như vậy. Tôi thích được khen ngợi, được nhớ đến, được công nhận và còn vui sướng hơn là những cuốn sách của mình sẽ được rất rất nhiều người biết đến ôi thật hạnh phúc không thể tả xiết khi những cuốn sách của mình ảnh hưởng cho nhiều người và cho nhiều thế hệ thời đại sẽ thật hạnh phúc vô cùng cho kẻ hậu sinh tội lỗi là tôi đây cũng được nêu danh thiên cổ như những bậc vĩ nhân thời thế nếu bạn đọc được sách này và thấy nó thật là hay thật có sức ảnh hưởng bạn hãy chia sẻ nó và nói về nó cho những người khác nhé. Thật vô cùng cảm ơn bạn vì bạn đã làm điều đó. Vì bạn chẳng để chân lý bị giấu kín, cũng không giấu và giữ nó một điều tốt lành để cho riêng bạn, một mình bạn hưởng thụ mà thôi. Nguyện Chúa ở trên trời ban phúc cho người chia sẻ sách này gấp 10 lần phúc hạnh mà Ngài ban cho tác giả của sách. Nhân danh cứu Chúa Giêsu. Amen. Lời tựa như tiêu đề mà tôi đã đặt tên cho sách Đó là nhân dạng của bạn trong đứng quiz Mục đích là để nói về hình dạng, dáng vẻ, ảnh tượng Mà bạn phải trở thành trong đứng quiz Nội dung của sách sẽ như bức gương để soi bạn Và bạn nhìn thấy mình Để so sánh mình với chính mình Để biết mình và con người thật sự của mình trong câu chúa Giêsu quiz sẽ phải hình thành và được hình thành như thế nào qua đó, bạn sẽ được hình thành và được nắn lên theo ảnh tượng của đấng quýt. Bạn sẽ trở về chính bạn và trả lời được tôi là ai trong cứu chúa sư Christ. Tôi là ai và tôi có thật sự sống như người tôi phải trở thành không? Nhân dạng của tôi có méo mó không? Nguyện tôi nhận được những lời tiên tri, những điều khải thị và sự chỉ dẫn của Đức Thánh Linh khiến tôi hoàn toàn bước đi trong mọi lẽ thật lời mở đầu sách này được viết cho những người đã biết về chúa và đạo tin lành tôi thiết nghĩ những người như thế đọc sẽ dễ hiểu hơn và dễ nắm bắt ý nghĩa trong sách hơn mặc dù vậy tôi tin rằng nếu người chưa biết về chúa thì nó sẽ có ích cho sự cứu rỗi vì trong sách này tôi đã cố gắng giải thích mọi thứ một cách căn bản và đơn sơ, chứ không mang nhiều quá những cái tính chất sự sâu xa khó hiểu. nên tôi thiết nghĩ sách này phù hợp với tương đối nhiều người và nhiều thành phần trong xã hội. À, khi đọc sách này chỉ ước mong mọi người mở lòng và không quá chấp niệm về tôn giáo, thì khi đọc sách này sẽ mang lại nhiều sự hiểu biết, có thể nó sẽ dây dứt tấm lòng lương tri và trỗi dậy sự đạo nghĩa trong anh chị em Ước nguyện Chúa sẽ làm lòng anh chị em trước khi đọc sách này Để giúp cho nội dung của sách sẽ chiếm lấy anh chị em 100% Qua Đức Thánh Linh và tình yêu của Ngài Và sự soi sáng từ Đấng Thượng Thiên